Mì ngô bé tẹo. Mướp đắng to thế. Mướp đắng to thế. Loại này đắng hơn này, loại này không đắng. Cần tây. Sang lấy bánh mì đây. Cho bà không ra một quả. Từng cái này. Đấy thì đấy, xem cái gói nào đấy. Cái nào? Mới đấy, đây cũ như này, đấy cũ như thế, mới như này vuông vắn, đấy vuông vắn, đấy thôi. Những cái này nó ăn dần. Chúc quý khách có một ngày mua sắm thật vui vẻ. Cảm ơn quý khách. Siêu thị Gô kính chào quý khách. Để chào mừng sinh nhật 25 năm đại siêu thị Gô, duy nhất ngày 23 tháng 6 năm 2023,
Jelly có chương trình giảm giá tương xứng với các sản phẩm. Lá tiên phẩm gia vị đây sang 22g, giá 27.500, nay chỉ còn 20.600 đồng trên một gói. Ba chỉ bò Mỹ Hoàng Lê 500g, giá 135.000, nay chỉ còn 79.000 trên một khay. Vậy kính mời quý khách đến tham quan và mua sắm cho quầy hàng của siêu thị. Chúc quý khách có một ngày mua sắm thật vui vẻ. Cảm ơn quý khách. Siêu thị Go kính chào quý khách. Để chào mừng sinh nhật 25 năm đại siêu thị Go, duy nhất ngày 23 tháng 6 năm 2023, siêu thị có chương trình giảm giá cực sốc với các sản phẩm. Lá kim tẩm gia vị đây sang 22g, giá 27.500, nay chỉ còn 20.600 đồng trên một gói. Ba chỉ bò Mỹ Hoàng Lê 500g, giá 135.000, nay chỉ còn 79.000 trên một khay. Vậy kính mời quý khách đến tham quan và mua sắm cho quầy hàng của siêu thị. Chúc quý khách có một ngày mua sắm thật vui vẻ. Cảm ơn quý khách. Siêu thị Go kính chào quý khách. Để chào mừng sinh nhật 25 năm đại siêu thị Go, duy nhất ngày 23 tháng 6 năm 2023, siêu thị có chương trình giảm giá cực sốc với các sản phẩm. Lá kim tẩm gia vị đen sang 22g, giá 27.500, nay chỉ còn 20.600 đồng trên một gói. Ba chỉ bò Mỹ Hoàng Lê 500g, giá 135.000, nay chỉ còn 79.000 trên một khay. Về kính mời quý khách đến tham quan và mua sắm cho quầy hàng của siêu thị. Hôm nay ta đi đi. Đấy, lúc đấy nó đang quảng cáo á.
Thu Ngân. Xe đấy cho du hắn xe đấy. Ô tô đi với nhiều ở trên.